Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Là vì cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tiên chiến trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cây thông Giáng sinh năm nay đã đến quảng trường Thánh Phêrô. Các nhà truyền giáo Hoa Kỳ cho biết hai trong số 17 người bị bắt cóc đã được trả tự do ở Haiti. Phẫu thuật tim cho Đức giám mục Robert McElroy của San Diego. Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin tức khác. Cây thông Giáng sinh năm nay đã đến quảng trường Thánh Vero. Cây thông Giáng sinh từ Dolomites cao hơn 28 thước và nặng 8 tấn đã được đưa đến quảng trường Thánh Vero hôm 23 tháng 11 để đi cùng với cảnh Chúa Giêsu của Peru, quốc gia đang kỷ niệm 200 năm lập quốc. Cây thông Giáng sinh năm nay đến từ làng Endalo, một ngôi làng nhỏ với khoảng 1.000 cư dân nằm ở thành phố Dolomites thuộc tỉnh Penanella, Ad Tờ báo địa phương trong khu vực đưa tin rằng phải mất 12 giờ để chặt cây. Tờ báo cũng giải thích rằng cây thông sẽ được trang trí bằng 600 quả bóng gỗ được tạo ra bằng tay bởi các thợ thủ công của Andalo. Việc thắp sáng khung cảnh Giáng sinh sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 10 tháng 12. Vatican đã chọn một khung cảnh chú Giáng sinh được thực hiện bởi cộng đồng người Peru ở Chocca, một thị trấn nhỏ ở vùng Huancavelica thuộc Andin và ngày lễ Khánh Thành, một phái đoàn của các cộng đồng Peru sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến để trình bày các món quà. Đức Giáo Hoàng cũng sẽ tiếp các đại diện đến từ vùng Trentino. Cảnh Giáng sinh của Peru chắc chắn sẽ không làm Đức Thánh Cha thất vọng như cảnh Giáng sinh hết sức kỳ cục hồi năm ngoái. Năm ngoái, lễ Giáng sinh ở Vatican đối với một số người đến từ ngoài không gian và năm 2021 nó đến từ Andes. Máng cỏ năm 2021 sẽ được đặt tại quảng trường Thánh Vero ở Vatican để chào mừng Giáng sinh sẽ đến từ thị trấn Choca, Peru, một thị trấn nhỏ nếp mình trên dãy Andes cao hơn 12.000 feet, tức là 3.657 mét. Kể từ ngày 15 tháng 12 và trong 45 ngày, hơn 100 triệu khách du lịch và những người theo dõi các phương tiện truyền thông sẽ chú ý đến cảnh Giáng sinh ở tòa thánh xoay quanh máng cỏ vùng núi Andes. Một thông báo từ hãng thông tấn Indiana cho biết, Indiana là phương tiện truyền thông chính thức của Peru. Cảnh chú Giáng sinh năm ngoái, một tập hợp 54 nhân vật có niên đại từ năm 1960 và năm 1970 đã gây ra các tranh cãi trên mạng xã hội. Một số người mô tả nó là một số bộ phận xe hơi, đồ chơi trẻ em và một phi hành gia. Phản ứng đối với cảnh Giáng sinh năm ngoái tại quảng trường Thánh Vero là rất tiêu cực. Thông thường, sau buổi hát kinh chiều tạ ơn Tenderium vào chiều cuối năm Đức Giáo Hoàng sẽ ra viếng hang đá. Năm ngoái, Ngài đã không làm như thế. Trước đó, trong buổi đọc kinh truyền tin chư chủ nhật 20 tháng 12, Đức Giáo Hoàng đã hai lần kêu gọi du khách đến xem một cuộc triển lãm 100 cảnh Chúa Giêsu truyền thống ở các hàng cột của quảng trường mà không nhắc một lời nào đến cảnh Giáng sinh được trưng bày tại giữa quảng trường Thánh phê -rô. Và thì càng vẫn chưa công bố thông tin chi tiết, nhưng hãng thông tấn địa phương đã công bố một đoạn video với hình ảnh ba chiều dựng tại cảnh Chúa Giêsu Giáng sinh. Cảnh Giáng sinh của Chocca sẽ có hơn 30 tác phẩm và sẽ được thực hiện bởi 5 nghệ sĩ nổi tiếng của Hanka Levitica. Hanka Velika là một thị trấn nằm giữa Limbs và Costco. Các nhà chuyên giáo Hoa Kỳ cho biết hai trong số 17 người bị bắt cóc đã được trả tự do ở Haiti hai trong số 17 thành viên của một nhóm truyền giáo bị bắt cóc hơn một tháng trước đã được trả tự do ở Haiti và an toàn trong trạng thái tinh thần tốt và được chăm sóc. Kristen A. Ministries có trụ sở tại Ohio thông báo vào hôm Chủ nhật. Kristen A. Ministries đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ không thể cung cấp tên của những người được thả, lý do họ được trả tự do hoặc các thông tin khác. Trong khi chúng tôi vui mừng với sự ra mắt này, Trái tim của chúng tôi hướng về 15 người vẫn đang bị giam giữ. Hôm 25 tháng 10, Tòa Bạch Ốc cho biết một chiến dịch tình báo nhằm giải cứu các con tin tại Haiti đang được tiến hành. Các quan sát viên cho rằng đó sẽ là thách đố lớn nhất về tình báo dưới thời ông Joe Biden. Đến nay, vì lý do an ninh của 15 người vẫn đang bị giam giữ, không thể nào biết được hai người được trả tự do là do chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ hay vì một số tiền chuộc đã được trả cho bọn bắt cóc. Theo một tổ chức nhân quyền địa phương, các nhà truyền giáo đã bị băng đảng 400 Magozo bắt cóc vào ngày 16 tháng 10. Có 5 đứa trẻ trong nhóm, gồm 16 công dân Hoa Kỳ và một người Canada. Trong đó có một đứa trẻ 8 tháng tuổi tài xế Haiti của họ cũng bị bắt cóc. Thủ lĩnh của băng đảng đã đe dọa sẽ giết các con tin trừ khi yêu cầu của hắn được đáp ứng. Các nhà chức trách cho biết băng đảng này đang đòi 1 triệu đô la mỗi người, mặc dù không rõ là yêu sách này có bao gồm trẻ em trong nhóm hay không. Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Haiti, Gary DeSauce, xác nhận với hãng tin AP rằng hai con tin đã được thả vào hôm Chủ nhật. FBI cơ quan đang giúp chính quyền Haiti tìm kiếm những người bị bắt đã từ chối bình luận. Việc trả tự do cho hai nhà truyền giáo đã diễn ra trong bối cảnh Haiti đang phải vật lộn với tình trạng gia tăng bạo lực và bắt cóc liên quan đến băng đảng. Với việc chính phủ Mỹ gần đây đã thúc giục công dân Mỹ rời khỏi Haiti trong bối cảnh tình trạng bất an ngày càng trầm trọng và tình trạng thiếu nhiên liệu do các băng nhóm ngăn chặn các trạm phân phối khí đốt, Hôm thứ Sáu, Canada thông báo họ sẽ rút tất cả những nhân viên khỏi đại sứ quán của mình, trừ ra những người thiết yếu. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã buộc các bệnh viện không dám thu nhận bệnh nhân và giao thông công cộng tê liệt. Một số trường học phải đóng cửa và các doanh nghiệp phải rút ngắn giờ làm việc của họ. Haiti cũng đang cố gắng phục hồi sau vụ ám sát Tổng thống Jonathan Mose ngày 7 tháng 7 và trận động đất 7.2 độ Richter xảy ra vào giữa tháng 8, khiến hơn 2.200 người thiệt mạng và hàng chục nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Phẫu thuật tim cho Đức Giám mục Robert McElroy của San Diego Giám mục Robert McElroy của San Diego đã có một cuộc phẫu thuật bắc cầu mạch vành vào hôm thứ hai ngày 22 tháng 11. Ngài dự kiến sẽ bình phục hoàn toàn, mặc dù ngài cho biết sẽ không trở lại làm việc cho đến sau giáng sinh. Tôi rất tin tưởng vào các nhân viên y tế đang thực hiện ca phẫu thuật này và nhìn chung, bệnh nhân có thể trở lại làm việc sau khoảng 4 tuần. Ngài nói với các linh mục của giáo phận trong một bức thư: "Tất nhiên, Chúa sẽ phụ trách tất cả những điều này." Ngài nói thêm Vị giám mục 67 tuổi đã bắt đầu thảo luận về khả năng phẫu thuật với các bác sĩ sau khi ngài nhận được kết quả từ các cuộc kiểm tra y tế trong mùa hè. Giáo phận cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu. Đức cha McElroy sinh tại San Francisco và được thụ phong linh mục ở đó vào năm 1980. Ngài từng là giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận San Francisco từ năm 2010 đến năm 2015, khi được bổ nhiệm làm giám mục San Diego. Ngài hiện là chủ tịch của Hội đồng Giám mục Công giáo California và là thành viên của Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Vatican. Người tiền nhiệm của Ngài ở San Diego là Đức cha Cirilo Flores, qua đời vào tháng 9 năm 2014, ở tuổi 66, chỉ sau một năm tại vị. Đức cha Flores từng bị đột quỵ và đang điều trị ung thư tuyến tiền liệt thì qua đời. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát kinh tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus kitô